sáng 10 tháng 2, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về quần thể chùa Bái Đính để dự lễ khai hội đầu năm. Từ sáng ngày mùng 6, hàng ngàn người dân đã ùn ùn đổ về quần thể chùa Bái Đính, khiến nhiều khu vực của chùa kín đặc người. Phần lễ trang trọng được tổ chức tại sân Điện Tam Thế với sự có mặt của hàng nghìn quan khách và du khách thập phương. Do phải chờ phần chính hội mới được vào lễ tại Điện thờ Tam Thế nên sau phần tuyên bố khai mạc, hàng ngàn người dân đã nhanh chóng ùn ùn đổ vào bên trong. Đây là năm thứ 5 tổ chức lễ hội Bái Đính nên ban tổ chức đã tính toán tốt trong việc hướng dẫn người dân ra vào đúng cửa nên không xảy ra tình trạng lộn xộn. Chính hội tuy khá đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Sáng mùng 6 âm lịch, lễ hội chùa Bái Đính được diễn ra trang nghiêm với các nghi lễ truyền thống. Hàng nghìn du khách thập phương đã có mặt tại chùa, cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở. Hàng nghìn người chen chân nhau tại các khu vực của chùa. Quang cảnh quần thể chùa Bái Đính nhìn từ trên cao, lượng khách đến đây trong ngày khai hội tăng đột biến, các xe điện hoạt động hết công suất. Điện thờ Tam Thế chen chúc nghẹt thở trong ngày khai hội, du khách chen chân vái lại trong chính địa, nhà ngàn người nườm nượp xếp hàng ghi phiếu công đức, ai cũng cầu mong một năm mới ân lành.